Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phần 1: Những khối băng tan, mực nước biển dâng lên, thời tiết cực đoan, mưa thường xuyên hơn, trong khi vùng khác lại phải đối mặt với nắng nóng và hạn hán ngày càng khắc nghiệt. Nhiều loài thực vật và động vật đang bị đe dọa, một số loài sống trên cạn, sống trong nước ngọt và sống ở biển đã di chuyển đến vùng sống mới. Thực vật và động vật có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng nếu nhiệt độ trung bình của trái đất tiếp tục tăng không kiểm soát. Biến đổi khí hậu toàn cầu là hiện tượng đang diễn ra và có tác động rất lớn đến môi trường sống ở khắp nơi nơi. Cảm thấu thực tế này, On About Photo đã chọn các nhiếp ảnh gia đang ghi lại hình ảnh về hậu quả của biến đổi khí hậu lên hành tinh xinh đẹp của chúng ta và cư dân của nó. Nhờ vào sự cống hiến và lòng can đảm của họ, chúng ta có thể quan sát tác động của biến đổi khí hậu khắp thế giới. Chúng tôi tin rằng công việc của họ là chìa khóa để giúp những người hoài nghi về biến đổi khí hậu mở rộng hơn nhận thức của họ. Thiếu nhận thức và sự quan tâm là một rào cản đáng kể ngăn cản công chúng đến với việc chung tay hành động để thay đổi. Nhưng nếu những con số, những sự thật và những ngôn từ không thể xoay chuyển được sự đồng lòng nhỏ nhoi của công chúng, liệu một bức hình có tạo nên sự khác biệt? Chúng tôi đã hỏi các nhiếp ảnh gia nổi tiếng và có cam kết nhiều trong công cuộc tạo ra thay đổi cùng một câu hỏi đơn giản. Bạn có nghĩ rằng nhiếp ảnh có thể giúp nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu? Và dưới đây là những chia sẻ chân thành cùng với những bức ảnh có sức truyền tải thông điệp mà họ muốn gửi gắm. Vì bài dài, mình xin ngắt ra làm hai phần. SKASHI nhiếp ảnh đã mất dần sức mạnh trong thời đại kỹ thuật số. Nhưng đừng vì thế mà phủ nhận rằng hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh biến đổi khí hậu, có thể khiến vấn đề trở nên sống động bằng cách có thể thu hút trí tưởng tượng của mọi người. Trình bày các sự kiện và thống kê quan trọng và thường là những thông tin ít phổ biến và đặc biệt tạo ấn tượng rất mạnh mẽ đối với thế hệ trẻ. Nhiếp ảnh có thể ghi lại những điều chưa được nhìn thấy và lời chú thích và lời nói thực tế đi kèm với những hình ảnh đó có thể khiến mọi người tạm dừng, thay đổi suy nghĩ, nhắc nhở họ cần phải chủ động tham gia và tìm hiểu sâu vấn đề. Bất kỳ tác động nào trong những tác động này đều cực kỳ quan trọng và phục vụ cho mục đích lớn hơn là cứu lấy hành tinh của chúng ta, đồng thời tạo ra việc làm mới và cùng lúc làm sống lại mẹ trái đất và nền kinh tế của chúng ta. SKG, hãng thông tấn ảnh VII. SKG là một phóng viên ảnh nổi tiếng, người sử dụng nhiếp ảnh, phim và phương tiện mạng xã hội để khám phá các vấn đề địa lý chính trị và xã hội, những vấn đề nổi bật của thời đại chúng ta. Ông cũng là một người làm giáo dục và cố vấn tận tâm cho các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới và thường xuyên có những bài giảng về cách kể chuyện bằng hình ảnh, nhân quyền và thế giới truyền thông. Tạ Vi còn được biết là hoạt động đốt rừng để làm trống đất, chuẩn bị cho việc trồng trọt. Đây là hoạt động phạm pháp nhưng những người nông dân địa phương vẫn tiếp tục làm việc này, cho dù họ đã mất rất nhiều rừng. Khu vực Tạ Vi này nằm ở Menin Li Hà Via. Ở xa xa là một trong số những cánh rừng nguyên sơ hiếm hoi còn sót lại trong khu vực. Trong lúc mọi người tiếp tục chặt rừng và đốt rừng, họ càng ngày càng phải đi xa khỏi ngôi làng của họ để kiếm được củi để xây nhà và để đốt lấy nhiệt sưởi ấm. Những tấm hình này được sản xuất cho Ủy ban Plictic Tết 2010, hợp tác với tổ chức Ngo Azafadi của Anh Quốc, để chỉ ra những vấn đề liên quan đến đất đai, rừng và sự nghèo đói ở khu vực Madagascar. Mục đích của những tấm hình và những câu chuyện được sưu tầm này là để làm rõ sự thiếu hụt trong kế hoạch phát triển và những nỗ lực của Azafadi để truyền bá phát triển bền vững để nâng cao chất lượng sống của người dân và để bảo tồn chất lượng đất. Tạ Vi, hay còn gọi là đốt rừng khai hoang, là hành động phạm pháp nhưng những người nông dân địa phương vẫn làm, bất chấp việc diện tích rừng của họ đang giảm đi nhanh chóng. Hoạt động Tạ Vi này là ở Analavinaki. Những truyền thống và những thay đổi đối với tộc người Zulu ở Nam Phi vào năm 1998. Những ruộng mía gần Melmoth bị cắt bỏ và đốt hết sau khi kết thúc thu hoạch. Người Zulu là tộc người đông dân nhất của Nam Phi, với gần 10 triệu người trên tổng số 33 triệu dân. Họ cũng là tộc người hay dùng vũ lực nhất. Trong 20 năm đổ lại đây, đã có khoảng 20.000 người Zulu thiệt mạng trong các cuộc chiến phe phái. Ngày nay, tộc người này bị mắc kẹt trong di sản bạo lực và nghèo đói của Apartheid. Ở thị trấn dầu mỏ Abhize ở Wuri, phía bắc của đồng bằng Niger, người bản địa Urhobo đang nướng Pork Galley, một loại đồ ăn làm từ sắn,
khoai mì, sử dụng nhiệt từ những cụm lửa lớn. Từ năm 1961, sau khi công ty phát triển dầu khí Shell mở cửa chuỗi trạm xăng, người dân của cộng đồng địa phương đã bắt đầu nghĩ ra cách này. Tuổi thọ của nhóm người này ngắn đi rất nhiều, vì khí thải từ những cụm lửa gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng với sức khỏe của họ. Khung cảnh cuộc sống hàng ngày ở Finima, với nhà máy Mobil Exxon Ga ở ngay phía sau, là một cộng đồng của những người di rời trên đảo Bonny. Khung cảnh này là ở làng chài Finima, một cộng đồng mới được tái định cư gây ra bởi sự phát triển nhanh chóng của nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng Nigeria trên đảo Bonny. Không ai trong số những người dân địa phương được giao việc trong bất kỳ cơ sở dầu khí nào trên đảo Bonny, điều này đã gây ra sự phẫn nộ và thất vọng rộng rãi trong cộng đồng. Xin GALLAGHER nhiếp ảnh có sức mạnh để giáo dục, thông báo và truyền cảm hứng cho hành động liên quan đến biến đổi khí hậu. Thông qua nhiếp ảnh chu đáo và ý nghĩa, hình ảnh có khả năng đưa người xem vào trung tâm câu chuyện và giúp họ hiểu được những rắc rối về nguyên nhân, ảnh hưởng và giải pháp cho khủng hoảng khí hậu. Các nhiếp ảnh gia có vai trò chính trong việc giúp truyền đạt các vấn đề xung quanh biến đổi khí hậu và hành động truyền cảm hứng giữa những người xem, dưới bất kỳ hình thức nào họ chọn để thực hiện. Xin Gallagher, bộ sưu tập hình ảnh của National Geographic. Tôi là Xin Gallagher, một nhiếp ảnh gia và nhà làm phim người Anh. Tôi đã sống ở châu Á được hơn một thập kỷ rồi. Tôi hiện sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ cao nguyên Tây Tạng đến quần đảo Indonesia, tôi chuyên đưa tin về khu vực châu Á, Thái Bình Dương, ghi lại các vấn đề môi trường, xã hội và văn hóa quan trọng nhất của khu vực này cho một số cơ quan báo chí hàng đầu thế giới. Tôi tạo ra các dự án nhiếp ảnh, video và các sản phẩm đa phương tiện làm nổi bật các câu chuyện riêng lẻ từ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề như biến đổi khí hậu, biến mất đa dạng sinh học, ô nhiễm, sa mạc hóa và phá rừng. Tôi đã 7 lần nhận gói tài trợ du lịch của Trung tâm Pulitzer về báo cáo khủng hoảng. Hình ảnh của tôi được sử dụng trong bộ sưu tập hình ảnh địa lý quốc gia và tôi là thành viên của Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh. Tôi tốt nghiệp ngành động vật học từ trường đại học ở Vương quốc Anh và chính nền tảng nghiên cứu khoa học của tôi đã dẫn phần lớn công việc của tôi đến hướng tập trung vào việc truyền đạt các vấn đề môi trường thông qua cách kể, chuyện bằng hình ảnh. Sa mạc hóa ở châu Á, một người đàn ông đi bộ lọt thỏm giữa những đụn cát ở sa mạc Penger, gần khu nghỉ dưỡng Sáp Ô Tu ở tỉnh Ninh Hạ. NOVIS vai trò của nhiếp ảnh trong trường hợp khẩn cấp của biến đổi khí hậu là rất cần thiết đối với việc nâng cao nhận thức. Từ những năm 1990, các nhiếp ảnh gia đã ghi lại bằng chứng về mực nước biển dâng cao, tạo ra những bức ảnh so sánh về các hình ảnh sông băng lưu trữ với quan điểm hiện tại cho thấy xu hướng biến mất của băng và làm nổi bật các sự kiện chính trị như Nghị định thư Kyoto. Tại thời điểm chụp những bức hình này, ngoại trừ các tạp chí khoa học, chỉ có các cơ quan báo chí được chọn lọc và phân phối hình ảnh trên phương tiện truyền thông đầy tính hoài nghi. Tua nhanh đến thời điểm của ngày hôm nay, thời điểm mà các trang web và nền tảng mạng xã hội đang cung cấp cho khán giả toàn cầu những sự kiện thời tiết khắc nghiệt hàng ngày và tác động khí hậu xảy ra khi những sự kiện này diễn ra. Và quan trọng là, cho thấy một văn hóa của thanh niên đang được nhân rộng rất nhanh và có phần đi ngược lại với tương lai của họ. Những hình ảnh này đang thúc đẩy một cuộc tranh luận gay gắt giữa các nhóm chính phủ, ngành công nghiệp và môi trường. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu ngày qua ngày, lúc nào mọi người cũng chỉ thấy hình ảnh về biến đổi khí hậu trên cùng một cánh rừng đang cháy, cùng một tảng băng đang tan. Nhiệm vụ của tất cả những người có liên quan đến công tác chống lại biến đổi khí hậu là tạo ra các tình huống, sự kiện và không gian sáng tạo mới cho phép nhiếp ảnh giữ cho tình huống khẩn cấp luôn luôn là một trường hợp khẩn cấp. Lonovic, sự nghiệp nhiếp ảnh của Lonovic bắt đầu ở London vào những năm 1960 khi ông bắt đầu làm trợ lý cho nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng từ Vogue, Abercrombie, Beatle, các studio thời trang, quảng cáo và nhiếp ảnh công nghiệp hàng đầu. Trong những năm 1980, ông làm việc chủ yếu như một nhiếp ảnh gia tự do trong lĩnh vực thương mại trong thời gian ông hoàn thành khóa học nhiếp ảnh sáng tạo 3 năm dưới sự chỉ đạo của Thomas Lutzer Cooper và Tao Hill. Lon ngày càng quan tâm đến việc biến các kỹ năng nhiếp ảnh của mình thành tác phẩm phóng sự và vào năm 1989, ông gia nhập Atlantic nơi anh bắt đầu làm việc như một nhiếp ảnh gia và cố vấn hình ảnh.
Điều này cho phép anh làm nổi bật các bối cảnh môi trường quan trọng bằng cách sử dụng những tác phẩm hình ảnh của mình và sử dụng chuyên môn của mình để tạo ra những sản phẩm truyền thông có đạo đức hơn. Suối Nguyệt Nha dọc theo con đường tơ lụa, 2009, khoảng 6 km về phía nam của thành phố Đôn Hoàng, Cam Túc, Trung Quốc, và được bao quanh bởi Minh Cát Sơn, suối Nguyệt Nha là một ốc đảo trên sa mạc. Sự hình thành của suối là kết quả của một hiện tượng địa chất đặc thù và kỳ quan thiên nhiên. Địa hình của cồn cát buộc gió sa mạc di chuyển theo đường xoắn ốc trước khi rút lui theo hướng đông. Vì vậy, cát không mài mòn con suối. Sự hài hòa tự nhiên giữa dòng suối và cồn cát đã thu hút du khách trong nhiều năm và cuối cùng trở thành di sản thế giới. Tuy nhiên, kể từ năm 1970 do biến đổi khí hậu, du lịch và công nghiệp hóa, con suối bắt đầu bị thu hẹp đáng kể về kích thước và độ sâu. Các nhà khoa học và các nhà môi trường quan tâm đến vấn đề này đang quan sát sự thay đổi của băng tan từ dãy Kỳ Liên Sơn xa xôi, nguồn nuôi sống sông Đăng, khi khả năng dòng suối biến mất tăng cao. Một cặp vợ chồng trẻ ngâm mình trong biển vào một buổi chiều tháng 10 ấm áp bất thường trong khi bầu trời đột nhiên chuyển sang màu tối trên Brighton Sea Front, Sussex, Vương quốc Anh. Thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu đã gây ra cơn bão Ophelia, bắt nguồn từ Azo về phía Bắc, kéo theo nó là không khí nhiệt đới từ sa mạc Sahara. Văn phòng chuyên môn đã gặp gỡ đã thông báo về một chuỗi hỗn hợp các đám cháy rừng ở bụi Iberia và Sahara, đã gửi các mảnh vỡ vào không khí khiến bụi bị kéo lên cao trong bầu khí quyển. Các xóm làng dọc theo con đường tơ lụa bị ảnh hưởng hạn hán, 2009. Vương Vân Nhất, 76 tuổi, điều chỉnh điểm tụ ánh sáng mặt trời trên một thiết bị năng lượng mặt trời dùng để đun sôi ấm nước của mình. Ông sống với vợ trong một căn phòng được chạm khắc bằng sa thạch, ẩn trong vách đá, một loại hình nhà ở điển hình cho người dân địa phương trong khu vực. Hạn hán là một trong những mối nguy hiểm tự nhiên có hại nhất ở Tây Bắc Trung Quốc. Biến đổi khí hậu có tác động đáng kể đến môi trường và nền kinh tế của Trung Quốc. Con đường tơ lụa, biểu tượng ở Trung Quốc, cho thấy sự thay đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến tuyến đường thương mại nổi tiếng này. Con đường tơ lụa là đường cao tốc đầu tiên trên thế giới, một loạt các giao lộ trên sa mạc và núi cho phép tơ lụa đi từ thủ đô Tây An cổ đại của Trung Quốc. Con đường tơ lụa cho phép lưu thông giữa Trung Quốc và phương Tây, tạo ra sự phát triển mạnh mẽ, khuyến khích sự trao đổi về nghệ thuật, ý tưởng và văn hóa cũng như thương mại. Sa mạc hóa và hạn hán đã gây thiệt hại cho con đường tơ lụa. Các nền văn minh vĩ đại từng nằm rải rác dọc theo con đường giờ đã bị sa mạc tàn phá và khu vực này hiện nay là nơi sinh sống của một số người nghèo nhất Trung Quốc. Con đường tơ lụa được coi là một điểm nóng khí hậu, giống như việc đang diễn ra tại các cực trái đất, nơi biến đổi khí hậu đang tăng tốc nhanh hơn so với các khu vực khác. Những thay đổi này bao gồm các sông băng bị thu hẹp lại với tốc độ đáng báo động dọc theo tuyến đường. Tuy nhiên, có một thay đổi cho câu chuyện. Nhiều phần của con đường tơ lụa có vị trí tài nguyên năng lượng mặt trời và gió cực kỳ mạnh mẽ. Đó là nơi Trung Quốc hiện đang xây dựng các trang trại gió lớn và có ngành công nghiệp tái tạo mới phát triển mạnh mẽ. Các nhà máy xanh đang mọc lên khắp nơi dọc theo tuyến đường, đáng chú ý nhất là ở Cam Túc và Tân Cương. Các công nhân nhập cư đã từng đi công tác ở Bắc Kinh giờ đây đã trở về nhà một lần nữa để tìm công việc xanh mới. Một phụ nữ Tây Tạng người bản địa đang chăm sóc con trong khi chồng cô làm việc chăm chỉ để cải tạo vùng đất khô cằn tại làng Pu Mai, Hy Mã Lạp Sơn, Tây Tạng. Nông dân địa phương phụ thuộc vào nguồn nước từ sông Băng Long Búc, đỉnh Everest, Quy Ô Mô Lang Mã, nhưng đã cảm nhận được tác động của khí hậu khô cằn và thiếu nước trong khu vực. Sông Băng Long Búc là một trong những nguồn cung cấp nước chính cho các con sông lớn của Trung Quốc và Ấn Độ và đang cạn kiệt nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới do hậu quả của biến đổi khí hậu. Khu vực còn sót lại còn nguyên vẹn của khu rừng đầm lầy than bùn từ cho tàn ở Liao, Sumatra, 2008. Khu vực rừng nguyên sinh đang bị đe dọa từ sự phát triển đa quốc gia làm suy thoái và kiệt quệ đất trồng dầu cọ và khu vực trồng cây làm giấy. Rừng than bùn rất quan trọng để duy trì đa dạng sinh học và sự suy thoái của nó sẽ giải phóng các khối lượng carbon lớn, do đó tiêu cực thêm vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu. Lucas Foglia, tôi nghĩ những bức ảnh về biến đổi khí hậu cần tập trung vào giải pháp khả thi. Sau khi làm sao cho mọi người ý thức về vấn đề này rồi, thì phải bắt đầu ngay hành động. Lucas Foglia, Mỹ.
Tại Mỹ, mỗi năm có hơn 73.000 vụ cháy và thiêu rụi khoảng 7 mẫu rừng. Cây khô vì hạn hán, California 2014. Tại Camp 18 thuộc chương trình nghiên cứu giải băng Luno ở Alaska 2016, dự đoán nếu cứ tăng nhiệt độ như hiện tại thì giải băng này sẽ tan biến vào năm 2200. Tag Rai ở Singapore 2014 có hơn 12.000 m² cây xanh, tức là gấp đôi diện tích đất. Singapore gồm 100% là thành thị, họ có kế hoạch xanh hóa đất nước và đầu tư bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng công nghệ xanh để bảo vệ môi trường sống. Nhà kính Le Never là một thí nghiệm cây trồng với thời tiết khắc nghiệt được thực hiện ở New York 2013. Các loại cây thử nghiệm là các giống nho, ớt, mâm xôi, trong điều kiện đèn cao áp. Các nhà khoa học lai tạo các giống cây trồng, nhân giống chịu được hạn hán, sóng nhiệt và băng tuyết, phòng khi thời tiết biến chuyển, người nông dân có thể đối phó với tình hình. Ian Van Coller, công việc của các nhiếp ảnh gia có đóng góp cho việc nhận thức về chuyện biến đổi khí hậu toàn cầu không ư? Tôi nghĩ là có, nếu không thì thật là nản công việc đang làm. Dĩ nhiên là vẫn có những khó khăn, nhưng nó vẫn luôn có giá trị để thay đổi. Thế giới càng đô thị hóa thì con người càng tách dần với thiên nhiên. Những bức ảnh hiện thực có thể giúp mọi người quan tâm đến điều đó, đưa mọi người đối diện với câu chuyện về khí hậu và môi trường sống, tiếp cận dần để có hành động đúng đắn thì sẽ hiệu quả. Công việc của tôi là say mê với các giải băng hà như một kho lưu trữ khí quyển của trái đất. Gần đây tôi từ Alan Hill ở Nam Cực chụp hình với nhóm nhà khoa học, có tảng băng lâu đời được tìm thấy, đến 2,7 triệu năm tuổi. Không khí trong băng cho ta biết bầu khí quyển của hành tinh này trong quá khứ tuyệt vời dường nào. Ian Van Coller, Nam Phi. Rwenzori Mountains, Uganda, 2019. Rwenzori Mountains, Uganda, 2019. Mountain Gorilla, Bwindi Impenetrable Forest, Uganda, 2019. Dr. Avila đang giữ lõi băng Nam Cực. Gan Latin River Kedipsfli, 2017. Cerro Montezuma Cloud Forest, Colombia, 2018. Iberazzo với những bức ảnh Yosemite Valley hồi thế kỷ 19 của các lờ tườn Watkin đã khởi hứng cho Abraham Lincoln ký cho tập đoàn Yosemite Grand tạo ra công viên quốc gia đầu tiên, rồi sử dụng hình ảnh của Ansel Adam ghi lại vẻ đẹp ngoạn mục của miền Tây nước Mỹ, bảo toàn vẻ đẹp độc đáo ở đó. Nhiếp ảnh đã có lịch sử giúp nhận thức về vấn đề môi trường và có vai trò quan trọng cho các hoạt động về môi trường rồi. Thế giới nhiếp ảnh thay đổi rất nhiều kể từ đó, nhưng vấn đề môi trường và di sản thiên nhiên vẫn còn nguyên vẹn. Tôi không biết khoa học viễn tưởng có hiện thực không, con người có chiếm mặt trăng hay các hành tinh khác, loài người có hủy diệt nhau tổng một cuộc chiến vì nguồn tài nguyên đang cạn kiệt không. Tôi chỉ biết trong nháy mắt, ảnh hưởng do con người tạo ra với hành tinh này rất lớn, về địa chất, khí hậu, môi trường, sinh thái. Có rất nhiều tập đoàn ưu tiên quyền lợi hơn bảo tồn khí hậu. Nhiếp ảnh là một ngôn ngữ vượt qua rào cản về văn hóa, chính trị, địa lý và đa ngôn ngữ dân tộc, trở thành một tài liệu chứng minh nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu đang ngày càng phức tạp và đụng chạm đến vấn đề sống còn của loài người. Với nhiều người, biến đổi khí hậu là câu chuyện xa vời, nên họ ưu tiên cho cuộc sống trước mắt. Nhưng, thực tế đó lại là vấn đề khẩn cấp toàn cầu vào lúc này rồi. Tôi nghĩ nhiếp ảnh góp phần trở thành công cụ mạnh mẽ và thuyết phục để truyền đạt và giáo dục cộng đồng rằng những thảm khốc, siêu bão, nạn đói, băng tan trên các phương tiện truyền thông, mọi người cần nhận thức như vậy và hành động ngay. Tất cả chúng ta cần kết nối và chia sẻ trách nhiệm giảm thiểu biến đổi khí hậu. Stefano Gelui, tôi không mong chờ mọi người diễu hành trên phố khi câu chuyện ảnh về nạn hạn hán ở Kenya của tôi xuất bản vào năm 2009. Tôi nghĩ GANNGF mỗi người cần tham gia vào quá trình về nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt. Những bức ảnh có thể tăng thêm sự chú ý, ý thức đối mặt với những mối đe dọa, không chỉ với loài người mà với tất cả các loài trên trái đất. Khi chúng ta nghĩ mình đang đứng trên đỉnh kim tự tháp của tiến hóa,
thì chúng ta cũng nên chịu trách nhiệm về hành động sống của chúng ta, về mọi thứ đang bị đe dọa. Việc chụp ảnh của tôi nghĩ là một phần trách nhiệm của cá nhân, với tư cách là nhiếp ảnh gia, tham gia vào việc ý thức cộng đồng về biến đổi khí hậu. Tôi rất cụ thể, không ăn thịt, không xe hơi, đi xe đạp, tối thiểu dùng đồ nhựa. Stefano De Lucchi, Italia. Một con hươu cao cổ chết vì hạn hán tạo lòng sông không nước ở Wai, đông bắc Kenya. Con bò trốn ở bóng râm tại nhà kho ở làng Kukuro, Rift Valley, Kenya. Bộ lạc Takara lấy nước cho cả người và gia súc từ một lỗ khoan thủ công sâu 20m ở Kết, Rift Valley, Kenya. Những hiệu ứng này dự kiến sẽ còn dữ dội hơn trong những thập kỷ tới. Các nhà khoa học cùng nhận thấy nhiệt độ toàn cầu còn tiếp tục tăng trong nhiều thập kỷ tới, phần lớn từ hiệu ứng nhà kính do các hoạt động của con người tạo ra. Hội đồng Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, IPCC, bao gồm hơn 1.300 nhà khoa học, dự báo nhiệt độ sẽ tăng từ 2,5 đến 10 độ F, 1.5 độ C đến 5.5 độ C trong thế kỷ tới. Theo IPCC, mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến từng vùng sẽ thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào khả năng của các hệ thống xã hội và môi trường khác nhau để giảm thiểu ảnh hưởng hoặc thích ứng với thay đổi. Hết phần 1. Ha ha ha,